mình đi theo cái con đường của lấy cái sự giác ngộ làm trọng, lấy cái sự là coi như là cái yếu tố tâm linh tín ngưỡng làm trọng, lấy không làm có đấy, thì mình sẽ thuần theo cái con thuyền bát nhã này, thì lúc đó cái hậu vận của mình sẽ được thừa hưởng được cái phúc đức ha. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mến chào tất cả quý bạn khán giả của kênh Bí Mật Chỉ Tay. Hôm nay tôi sẽ trả lời cho một khán giả nữ hữu duyên. Bạn viết thư về cho kênh với nội dung như sau. Cái tên của bạn thì bạn xin được giấu nên tôi che cái phần tên. Bạn sinh vào ngày 8 tháng 5 năm 1977, tính theo dương lịch. Cái giờ sinh là từ sinh 3 giờ 55 phút sáng. Em đã có một cháu trai sinh năm 2008. Con giờ vẫn đi làm thuê cho công ty lắp ráp máy lạnh. Chồng con hiện tại là sinh mùng 1 tháng 12 năm 1970. Con mong thầy xem giùm con sau này hậu vận và đường con cái của con. Mong thầy khi xem dấu tên con con cảm ơn thầy nhiều lắm. Rất mong được hữu duyên thầy xem cho con. Con sinh tại bệnh viện Từ Dũ, thành phố Hồ Chí Minh. Con đang sinh sống tại Nhật Bản. Thì như vậy thì nội dung thư của cái bạn nữ sinh năm 1977, tôi lấy cái tuổi của cái bạn này, đó là tuổi Đinh Tỵ ha, nữ Đinh Tỵ. Thì với cái câu hỏi của bạn là muốn biết về cái hậu vận của mình và cái đường con cái sau này như thế nào. Thì khi mà bạn gửi thư về cho kênh ấy thì bạn xác định nó là cái bàn tay bên phải, là cái bàn tay mà có con tay cái nó nằm ở phía dưới khi chắp tay tự nhiên vào nhau. Nên tôi sẽ lấy cái bàn tay phải để làm bàn tay hậu thiên và cái bàn tay trái là bàn tay tiên thiên. Thì để nói trước về cái phần tướng, tướng hình bàn tay trước đi ha. Phân tích về tướng tay trước đi. Thì có thể nói rằng đối với một cái người nữ giới mà có một cái bàn tay theo cái dạng là coi như là dạng hình vuông hoặc là hình chữ nhật, có nghĩa là cái chiều ngang của bàn tay đấy, cái độ lớn chiều ngang của bàn tay mà nó lớn như thế này và nó đi kèm theo với là cái ngón tay nó cũng khá là vững. Vững ở đây ấy, tôi có thể nói là nó hơi có cái phần phần hơi thô ha, hơi thô. Nên có thể nói rằng cái cuộc đời của cái bà này ấy, có thể nói là mình là cái người mà luôn luôn cái tâm thân của mình. Người ta kêu cái tâm thân của mình là cái tâm thân hay làm, tâm thân phải phải là vất vả vì công việc. Đấy, cái tâm thân này cho dù cái tướng tay này đấy, thì cho dù sau này có ngồi trên một đống tiền đi nữa, thì mình cũng là cái người mà coi như là thích trực tiếp để làm. Đấy, cái bàn tay cái tính là cái tính là tính hay làm. Đấy, tham người ta kêu là tham công tiếc việc đấy. Đấy, có nghĩa là cái tấm thân đồng nó không giống như là những cái tướng tay mà nó có cái dạng hình thon dài. Đấy là cái tấm là những cái tướng tay mà người ta kêu là có cái sự gọi là nhàn hạ trong cái đời sống của mình. Đấy, tuy nhiên cái việc mà cái tướng tay của mình nó đã tạo ra cái thể loại như vậy rồi đấy, nhưng mà có được cái tốt ở trên tướng tay của bà này đấy, thì có thể nói đó là các cái gò, các cái cung trên bàn tay nó khá là tốt. Đấy. Và cái mà tôi khá là khen trong cái tướng tay này, nó có hai điểm. Đấy. Một cái điểm đầu tiên, đó là cái phần cái phương đình này.
Cái phương đỉnh có nghĩa là cái phần mà khoảng cách giữa cái đường trí đạo và cái đường tình cảm, có nghĩa là giữa cái đường nhân và đường thiên này nó khá là rộng. Đấy, khá là rộng. Và thứ hai nữa đấy là cái nguyên cái phần này nó nổi lên khá là, nó giống như là một cái lằn gì đó ha, nó đi lên và nó đi đến đến cái phần này đấy, đến cái phần của cái cung tố này đấy, thì nó khá là bằng phẳng đấy. Thì có thể nói rằng cái cuộc đời của bà này đấy đang trong cái thời điểm, đang trong thời điểm gặp những cái yếu tố, những cái cơ hội, những cái may mắn trong cái vấn đề tiền tài đấy. Nhìn cái sắc tướng của bà này cũng trắc tướng, cũng khá là tốt ha. Tuy nhiên cái tốt ở đây đấy, cái tốt ở đây nó không có được bền lâu đấy. Cái tốt ở đây đấy thì cần phải để ý, bởi vì chỉ còn có 1 đến 2 năm nữa thôi đấy. Thì những cái tốt này, những cái tốt mà có thể nói là từ từ ba ba năm trở lại đây ha, có thể nói từ 2 3 năm trở lại đây, là cái công việc của mình, kể cả cái vấn đề tình cảm của mình và những cái yếu tố người ta gọi là trong cái tâm tư của mình, những cái yếu tố người ta gọi là cái nhựa sống của mình đấy. Đấy thì nó giống như là nó giống như cái cây mà trước đó nó gặp những cái vướng mắc, nó gặp những cái khó khăn để nó cằn cỗi, thì 3 năm trở lại đây là cái điều đó nó dần dần hồi phục cho mình đấy. Bởi vậy mà tôi thấy là cái sắc tướng hiện tại đang là tốt ha, đang là tốt. Tuy nhiên như tôi nói đấy, nó tốt có thể là hết năm nay và qua cái năm sau, năm tới nữa đấy, thì có thể là nó sẽ có những cái sự biến động ha, biến động. Và cái biến động đầu tiên trong cái vấn đề đó là biến động về công việc của mình đấy. Có thể là trong năm tới, năm Tỵ hoặc không, hoặc Tỵ thì qua đến năm Ngọ ha, thì nó sẽ có biến động đấy. Nên yếu tố này là cái yếu tố mà bạn cần phải chú ý để mà đề phòng. Và cái tốt, cái thứ hai mà tôi thấy trên tương tay của bạn, thì cái tốt này ấy, thì nó nói về cái bản thiên nhiều hơn, đó là về cái túi phúc nó khá là đẹp, nó khá là đầy, và đặc biệt đó là nó không có những cái vân tạp loạn xung phá ở đây đấy. Mặc dầu trên cái tướng tay của hầu thiên ấy thì nó không tốt được như vậy, nó không tốt ở một cái hai yếu tố. Một đó là cái đường đường sinh mệnh của bạn, đường sinh mệnh của bạn nó khá là rộng đấy, khá là rộng. Và cái rộng này nó lấn về ở phần cuối. Có thể nói rằng nếu mà người ta lấy là cái đường người ta gọi là cái đường cái trục ha, cái trục Bắc Nam, trục thần đạo trên tương tây của mình đấy, thì cái đường sinh mệnh của bạn ấy nó lấn qua hết 1/2, hơn 1/2 của cái bàn tay, nó đi ra đến ngoài này đấy. Và nó thành ra là cái diện tích của cái phần của túi phúc này ấy, nó có hơi cái phần hơi hơi yếu đi so với cái bàn tay bên bên tay trái ha, bên tay trái rất tốt đấy. Và cái điều này này, điều này nó cũng nói đến một cái yếu tố, mà yếu tố này đấy nó mang mang là hai khía cạnh. Một là yếu tố về sức khỏe, hai là yếu tố về hôn nhân gia đình, mà tôi thấy trên tướng tay của bạn này đấy. Cái điều mà tôi nói là cái tốt ở trên bàn tay tiên thiên ấy, thì nó nói rằng là gì? Nó nói rằng là cái hậu vận của mình, cái hậu vận của mình, nếu mà mình giữ được cái chữ phúc trong cái tướng tay. Bởi vì sao? Bởi vì trên tướng tay của bạn này
bạn vốn dĩ có hai đường sinh mệnh. Ở đây có hai đường sinh mệnh á, và cái một cái quý ở cái chỗ là cái đường sinh mệnh thứ hai này nó khá là đậm, và một cái hay ở chỗ đấy là nó tiếp giáp với cái đường sinh mệnh thứ nhất ở đây. Đấy, nếu nó không tiếp giáp ấy, thì nó không có tốt, nó không có tốt lắm ha, không có tốt nhiều. Nhưng mà ở đây là nó nối liền lại để nó tạo thành ở đây nó giống như một cái con thuyền mà tôi hay gọi là con thuyền bát nhã ha, con thuyền của phúc đức, con thuyền của sự giác ngộ, con thuyền của cái tánh linh, con thuyền của chứa đựng những cái trọng tự trọng tấn về cái Phật pháp của mình. Đấy, cụm từ của nhà Phật ấy có nghĩa là cái thiền tâm thiền tính, mà nếu mà đi theo cái con thuyền này này thì mới hưởng được cái phúc đức ở đây. Đấy, còn nếu như mà đi theo cái hướng của cái bàn tay hầu thiên ở đây, có nghĩa là cái phần mà tôi nói gọi là cái phần mà túi phúc ở đây này nó bị yếu đi ha, yếu đi. Và thứ hai nữa đấy là nó cái diện tích của nó có cái phần hạn chế đấy, để mà nó dành một cái khoảng lớn cho cái cung cấn này đấy. Cái cung cấn này nó giống như nó nói về cái, bởi vì đây là cái tổ sơn hầu thiên. Tổ sơn hầu thiên có nghĩa là nói về những cái tạo tác của cái tấm thân của mình đấy. Nên nếu bà này mà quá lao lực, quá là coi như là chạy theo những cái yếu tố của vật chất nhiều ấy, đấy, thì cái tấm thân của mình nó sẽ càng ngày về sau càng bị hư hao á. Và cái hư hao này nó cũng không có xa đâu, không có xa đâu ha. Đấy, mà cái hư hao này có thể nó đang đến rất khá là gần bạn rồi đấy. Đấy, khi quan sát trên tướng tay của bạn này, tôi thấy cái góc của cái tổ sơn nó đã có những cái ám tướng rồi. Cái góc tổ sơn ở phía bên hầu tiên thiên nó cũng có những cái ám tướng, mặc dầu cái bệnh tình của bà này ấy thì có thể nói nó chỉ có mới là âm ỉ trong người của mình thôi, nó chưa phát đâu ha, nhưng mà trong thời gian tới có thể là nó phát ra đấy. Mà cái sự phát ra này ấy, nó sẽ liên quan đến cái yếu tố mộ xẻ ấy. Đấy, nếu mà trước đây, từ trước đến nay mình chưa có mổ xẻ gì thì trong 2 năm tới bạn cẩn thận sẽ có những cái yếu tố sức khỏe của mình hoặc là những cái tai nạn bất ngờ để nó đưa đến cho mình cái sự mổ xẻ ha. Mà tôi nghĩ bạn này chắc chắn là cũng đã có rồi ha, đã có sự mổ xẻ trước đó rồi. Đấy, giả sử như là nếu mà mình sinh con mà sinh mổ đấy thì nó nở ra ha. Trước đó mình có con ấy mà mình sinh con thì nó sẽ sinh con mà sinh mổ đấy thì nó sẽ nở ra đấy. Thì bây giờ tôi quay lại với cái lá số tử vi để trả lời cho cái câu hỏi của bạn nói về cái phần đó là hậu vận của mình đấy, hậu vận của mình như thế nào và đường con cái như thế nào để nó có cái sự sâu chuỗi giữa cái tướng tay và cái lá số ha. Thì đối với bạn này khi tôi lập lá số ra đấy thì cái bạn là tuổi Đinh Tỵ, cung mệnh cư tại cung Dần, cung thân cư tại cung Ngọ, có nghĩa là thân cư quan nằm trong tam hợp, đó là cái tam hợp của cái sát phá tham. Đấy, thì nhìn vào cái bản số này ấy, thì có thể nói rằng cái mệnh của mình ấy, mình là cái người thuộc cái cách đó là mệnh nhược mà thân cường ha. Thân cường ở đây đấy thì bởi vì ấy, là cái mình là cái người mệnh thổ, sa trung thổ mà cư vào cái đất mộc
Đấy, cái đất mọc mà ở cái cục đó là cái cục kim, kim cục, nên ở đây là chữ nằm chữ đất tuyệt, tuyệt địa. Đấy, mà ở cái mộc thì lại khắc thổ, mà lại ở đất tuyệt nữa, thì thành ra bạn ấy có thể nói rằng ấy, cái tuổi trẻ của mình ấy, là tuổi nhỏ của mình ấy, là mình hay cái yếu, đau yếu lắm, hay ốm yếu lắm, người cũng nhỏ thôi. À, tuổi tuổi nhỏ là người à, tuổi nhỏ là mình thuộc ra khó nuôi ấy, khó nuôi khó dưỡng đấy. Đấy, mà tuy nhiên ấy là may, là may cái nhờ là nhờ cái công phúc đức của mình. Đấy, cái công phúc đức của mình có được ông bà gia tiên, à, gia hộ, đặc biệt là cái ông tổ của mình ha. Mình có cái ông tổ, là có thể nói là cái ông tổ này là người xưa là người người ta cũng chết theo cái thác theo cái đường binh nghiệp đấy ha. Đấy, ông tổ này khá là linh đấy, à, theo bạn để mà phù trì phù hộ, bởi vì cái cung trong cái cung phúc đức của cái cung lá, lá số tử vi của mình ấy là phúc đức nhiều với cái cung tật ất, mà tật ất của mình ấy là vô chính diệu, nên có thể nói rằng mình gặp những cái hoạn nạn, nhưng mà trong cái hoạn nạn đó nó người ta kêu là gặp dữ mà hóa lành, gặp hung hóa cát, nên cái nạn tai đấy thì nó được dễ coi như là nó vượt qua vào cái phút chót ha. Đôi lúc là mình nghĩ là khó mà qua được rồi, nhưng mà nó lại là được xoay chuyển, thì đó là nhờ cái công phúc đức của mình đấy. Đấy, rồi khi mà mình tới cái tuổi mà cái tuổi lập thân lập nghiệp rồi á, đặc biệt là từ cái 24 tuổi trở đi. Đấy, từ 24 tuổi trở đi đến là coi như đến tận bây giờ thì sức khỏe của mình càng ngày càng được được khá lên. Đấy, bởi vì nhờ vào cái cung an thân của mình, cái an thân mình là người mệnh thổ, mà cứ vào cái cung ngọ, ngọ là đất hỏa, hỏa sẽ sinh cho thổ. Đấy, tuy nhiên cũng vì là cái cung này cung hỏa, hỏa mình sinh cho thổ là cái mệnh của mình, nhưng nó lại là sinh cho con sao thất sát, ở đây là thuộc về hành hành kim. Đấy, nên có thể nói là mình là cái bị sinh xuất, mà khi bị sinh xuất thì là gì, có nghĩa là mình phải mình nó giống như là mình không có cưỡng lại được đấy. Đấy, người ta kêu là có cái câu là ông bà mình hay nói là tham sinh vong khắc. Đấy, có nghĩa là nếu mà có cái mà để mình sinh đấy, thì có nghĩa là nó sinh theo cái tự nhiên, nó tất nhiên là thổ thì phải sinh kim rồi, không thể nào là cưỡng lại được ha. Nên có thể nên tôi mới nói là cái tấm thân của bà này ấy, là cái tấm thân mà phải phải lo, cái tấm thân mà phải gánh vác. Thì vấn vác ở đây ấy không chỉ là việc nhà đâu, mà kể cả việc gia đình của mình nữa ha. Đấy, rồi bây giờ tôi mới nói đến cái vấn đề con đường hậu vận của bạn. Thì bây giờ ở đây trên tướng tay như tôi có nói là nó có hai con đường vạch ra cho bạn này. Một, nếu mà mình đi theo cái con đường của cái phúc đức, có nghĩa là đi theo cái con đường mà lấy cái sự giác ngộ làm trọng, lấy cái sự là coi như là cái yếu tố tâm linh tín ngưỡng làm trọng. Đấy, có nghĩa là nghĩ những cái nghĩ là cái lấy không làm có đấy, như hôm trước tôi có nói đấy, lấy không làm có, lo cho người khác trước, trước khi đến cái lợi ích của mình đấy, thì mình sẽ thuần theo cái con thuyền bát nhã này, thì lúc đó cái hậu vận của mình sẽ được thừa hưởng được cái phúc đức ha. Cái phúc đức này ấy là về vừa trụ về cả về tiền, vừa trụ về cả cái uy tín ha. Đấy, nhưng còn nếu mà mình là cái người tham lam thì cái phúc túi phúc này nó sẽ bị teo tóp đi đấy, và cũng rất có thể là mình sẽ vướng vào những cái hoạn nạn, mà cái hoạn nạn nó sắp tới với bạn trong cái 2 năm sắp tới ha. Bởi vì sao? Bởi vì năm nay bạn 44 tuổi. Đấy, 41 tuổi. Bạn, không, xin tôi xin lỗi, năm nay bạn 48 tuổi. Nó nằm trong cái đại vận của 10 năm, từ 44 mà cho tới năm 53.
Như vậy bạn đã đi được được 4 4 năm rồi ở cái đại vận này rồi. Mà đây là đại vận gì? Đại vận cái gốc chính thiên không. Đấy, thiên không ở cái cung ngọ này nó ngủ với con sao đào hoa, lại đi theo với mộc dục. Đào hoa mà đi với mộc dục thì nó trụ về cái gì? Nó trụ về những cái cám dỗ, nó trụ về những cái ham muốn, nó trụ về cho những cái việc mà mình muốn thâu tóm, mình muốn là có nhiều, mình càng động nhiều cái cám dỗ, nhiều cái lòng tham của mình hơn. Bởi vì cái mình là trụ về tham lam mà. Mặc dù tham lam ở đây nó đã mù trịt. Đấy, nhưng mà khổ nổi ấy, là cái mình của mình ấy, con tham lam này ấy, là nó là nó là hình thủy, mình là hình thổ, thành ra nó không hợp mệnh của mình, nên có thể càng tham bao nhiêu thì càng thâm bấy nhiêu. Nên tôi thấy trong cái vần của đất thiên không này, mà từ năm 45 tuổi trở đi cho tới năm, tôi xin lỗi, là từ năm 49 tuổi trở đi cho tới năm 53, thì tốt nhất là bạn nên nên biết bằng lòng. Bằng lòng với những gì mình sẵn có, bằng lòng với những cái gì mà cuộc đời sắp đặt. Đấy, mặc dù là cái vần này của mình là cái vần mà mình làm được ra tiền, cái nguồn tiền ở đây nó xuất phát ở cái chỗ đó là gì? Nó xuất phát từ cái chỗ ở đây. Tôi thấy có hai nguồn tiền, một cái nguồn tiền chính của mình và một cái nguồn tiền phụ khác nữa ha. Và cái nguồn tiền phụ này đấy thì tôi thấy nó giống như là cái có một cái mình là nó giống như là mình cho ai ai vay ai mượn rồi sau đó ha. Đấy, có một cái nguồn tiền khác đấy. Và trong cái thời điểm từ năm 49 tuổi trở đi cho tới năm 53 tuổi là cái thời điểm mà cái đồng tiền của mình nó sẽ dần dần nó tìm cách nó đi đấy. Bởi vì sao? Bởi vì gốc của đại vận này là cái gốc của vận thiên không, mà ở đây có con sao lộc tồn. Đấy, các bạn nhìn thấy lộc tồn đi với thiên không đấy, mà ở đất mộc dục. Có nghĩa nếu mà mình mà coi như thấy những cái cơ hội mà nó tới với mình đấy, đấy thì thực ra nó chỉ là ảo thôi. Người ta gọi là phù phù vân thôi ha. Nó giống như đám mây gì đó, nó tù đó nhưng mà nó cũng tán đó. Nhưng mà cái tán ở đây ấy, là nó tán là nó sẽ làm cho mình cả thâm hụt nữa. Đấy, và tôi cũng lo đến cho cái yếu tố của sức khỏe của bà này. Bởi vì cái công an thân của mình là có con sao thất sát. Đấy, thất sát ở đây nó đứng với cái đất đào hoa, đứng với cái đất mộc dục. Mà trong cái nhị hợp lại có là kình dương, giáp lại có đà la với là coi như là linh hỏa. Đấy, nên tôi thấy là cái sức khỏe của bà này cần phải biết để mà kiểm soát sớm. Bởi vì trên tướng tay hầu thiên của bạn, cái cốt này không được vững. Cái những cái ngắn cổ tay nó mờ nhạt, đặc biệt đó là cái chỗ cái cửa biển này, cửa sông cửa biển mà tôi gọi là cái cửa phúc của cái gia tiên của mình đấy. Đấy, thì trong phần này nó có cái phần lõm vào ở đây, cắt ngang, đi ngang ở đây, mà nó liên quan đến cái yếu tố mà tôi nói đó là yếu tố sinh nở của phụ nữ. Đấy, nhưng bà này cần phải biết kiểm soát sức khỏe, bởi vì cái mệnh cách, cái thân cách của cái bà này ấy, là người ta có cái câu câu phú đó là gì? À, thích sát cư thân chung thì yểu. Chung thì yểu là sao? Yểu có nghĩa là yếu đấy. Có nghĩa là cái sức khỏe của mình nó không có được bền lâu đấy, mà cái lại đóng ở cái đất mộc dục nữa.
Đấy, thành ra đấy là nó không tốt nha, nó không tốt. Nên tôi thấy rằng cái duyên của bạn đối với cân bí mật chỉ tay, khi tôi bắt gặp cái lá số và bắt gặp cái cung đại vận của bạn là cái đại vận của đất chính thiên không. Hôm trước trong cái bài chia sẻ nói về thiên không giác ngộ thì tôi cũng đã nói rồi, và đến bây giờ lại gặp thêm một cái trường hợp của bạn là đang ở cái vận thiên không. Nên nếu mà có những cái gì mình mà thu lời ở trước đó, có nghĩa là từ năm 44 mà cho tới nay, thì cần phải biết để mà bảo toàn ha, cần phải biết bảo toàn. Và cái bảo toàn đầu tiên thì cần phải nghĩ đến cái sức khỏe của mình. Hôm trước tôi có nói cái kiếp sát nằm ở cái cung mệnh, mà bây giờ đi tới cái đất ở đây là cái đất thiên không, mà thiên không lại đi với thất sát ở đây, mà thất sát hành kim, mình hành thổ, nó mình phải sinh xuất ra. Nên nếu mà trong cái vần này, nếu mà có xuất ra một cái số tiền hoặc là thất thoát một cái số tiền lớn nào đó thì cũng phải biết là bằng lòng ha. Đó là cái việc mà người ta kêu là của đi thay người. Hoặc nếu như ai đó người ta có nợ nần mình một cái số tiền nào đó, thể là cứ để tùy duyên thuận theo, khi nào họ có thì họ trả. Đấy, mà nếu làm như vậy ấy, thì cái con sao lọc tô này thì nó sẽ biến thành cái phúc tinh để nó cứu giúp cho mình thoát qua được cái hạn từ năm 49 mà cho tới năm 53, có nghĩa là 3 năm, 4 năm sắp tới ha. Đấy, thì đó là tôi nói. Và khi mà bạn bước qua hết được cái năm 53 tuổi thì lúc đó thì mới nghĩ đến cái chuyện lâu dài về sau. Đấy, thì như tôi nói quay lại ban đầu đấy, nếu mà đi theo cái con đường của cái con thuyền bát nhã, con thuyền giác ngộ này này, thì mình sẽ không lo gì cái cơ gọi là cơm áo gạo tiền sẽ không còn lo ha. Và cũng có thể là nó nói đến là cái đến cái lúc đó cái vấn đề nhà cửa của mình nó cũng sẽ có ha. Và bây giờ tôi thấy nó đã tường lên rồi, nên nó tường lên này, cái văn chữ điền đang tường lên ở đây, mặc dù là nó chưa có thần hết hình ha, thần hết hình, nó chỉ còn có một cái đoạn này nữa thôi là nó sẽ tạo thêm cái thành cái văn chữ điền mà đóng ở cái đất thiên di, thì có nghĩa rằng mình sẽ có được một cái cơ ngơi nhà cửa ở cái đất khuất quê người. Và cái việc mà bạn đi, bạn có cái ngôi nhà này ấy, thì mặc dù là ở đó nhưng mà sau cuối đời của mình thì mình cũng trở về lại với quê hương bản quán thôi ha. Đấy, thì đó là cái mà tôi muốn là chia sẻ và có những cái lời khuyên cho bạn. Còn về cái yếu tố về con cái, thì trên tướng tay của bạn này thì tôi thấy ở đây có ít nhất là hai đứa, nhưng mà đứa thứ hai ấy, thì nó không được tốt lắm ha. Đứa thứ hai thì về cái sức khỏe của cháu nó thì nó có thể liên quan đến yếu tố là về cái bệnh phổi ấy ha, bệnh phổi nó không có tốt. Cái thứ ba nữa đấy, à, cái thứ về phổi là một, cái thứ hai nữa đấy là yếu tố về cái xương cốt của cháu nó. Nhưng phải nói rằng cái cuộc đời của bà này nó có yếu tố về trong cái yếu tố tình cảm ấy nhé, tình cảm vợ chồng ấy, thì cũng phải biết, phải hiểu mình ấy là cái người mà trong tam hợp cung phúc là có cái bổ sao cô thần quả tú. Đấy, nên ấy là nếu nếu mà vợ chồng mà hòa thuận với nhau ấy, hòa thuận với nhau mà người ta kêu gọi là tình nghĩa mặn nồng nhiều ấy, thì cái người chồng, cái sức khỏe người chồng cũng tốt nha. Để tôi nói đây là một cái nút thắt mà đôi lúc cái người mà trong cái cung nữ mà phúc chi phối mà có cô thần quả tú đấy thì phải để ý ha, phải để ý, bởi vì nó vốn gì là cô đơn mà bây giờ mình đang hạnh phúc, mình đang là uyên ương, là coi như là màn nồng ấy, thì nó
nó sẽ kiếm cách kiếm cớ để nó làm cho cái sự hạnh phúc đó nó không được dài lâu ha, nên phải biết để mà hóa giải nhé. Đấy thì tôi nói xa xa gần gần vậy, bạn có thể tự hiểu nhé. Đấy thì thôi, trên đây là một số điều mà cần bí mật chỉ tay soi qua cái tướng tay cũng như cái lá số tử vi của bạn. Thì thôi, kết lại cái bài này ở đây. Thì trong quá trình mà luận đoán của cân, có những cái gì bạn cần tham khắc, tính xác thực như thế nào, thì cứ là phản hồi lại cho cân. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một cái bài sắp tới.